Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành quyết định số 791 về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo, phó trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phó trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ủy viên ban chỉ đạo gồm Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ Ngoại giao, Giáo dục đào tạo, Khoa học công nghệ, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải. Ban chỉ đạo sẽ tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, chỉ đạo phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan tổ chức liên quan để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.